Xin chào các bạn trở lại với chuyên mục kiến thức máy tính trên kênh Net Media CCTV. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn hai nội dung trên Microsoft Word. Thứ nhất đó là hướng dẫn về chức năng View Side by Side dùng để đối chiếu kiểm tra giữa hai tài liệu Word. Và nội dung thứ hai là hướng dẫn về khóa file Word để hạn chế chỉnh sửa. Ok, giờ mình vào nội dung thứ nhất là về cái chức năng View Side by Side. Đầu tiên các bạn mở hai file Word lên để đối chiếu hai file mà chúng ta dùng để kiểm tra thông tin với nhau. Thì thông thường nếu các bạn mở một file Word này, sau đó các bạn lại mở file Word kia, và sau đó các bạn lại phải mở file Word này để kiểm tra nội dung, thì nó rất là khó khăn và hầu như là cũng không chính xác. Do đó một cái chức năng nó rất là hữu hiệu đó là mặt đối mặt, hay là gọi là side by side. Thì các bạn vào cái tab View và các bạn chọn là View Side by Side. Thì lúc này hai cái file document của chúng ta nó sẽ hiển thị chia đôi màn hình như thế này. Thì các bạn có thể là kéo để chúng ta kiểm tra. Khi các bạn kéo và các bạn kiểm tra thì đồng thời hai file của chúng ta nó có thể là đi một cách là song song với nhau như thế này, kéo một lượt hai file như thế này, hoặc là các bạn có thể vào cái chức năng Windows. Đây, các bạn có thể vào chức năng View, và trong cái mục Windows này các bạn sẽ lít bỏ cái mục thứ hai, đó là tắt chế độ đồng bộ. Đó. Thì lúc này thì các bạn sẽ run, kéo bên file nào thì file đó nó sẽ run theo. Nó sẽ không có run một lượt hai cái file document của chúng ta nữa. Và để bật lại chế độ, các bạn vào View và ở cái tab Windows này các bạn vào cái mục thứ hai, click vào để bật cái chế độ đồng bộ run lên. Thì lúc này hai file sẽ run cùng một lượt để chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái chức năng View Side by Side dùng để ứng dụng trong cái việc kiểm tra các nội dung giữa hai cái file Word của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai, đó là khóa file Word để hạn chế chỉnh sửa trên cái file Word. Thì đầu tiên, trên một cái file Word bạn cần chỉnh sửa như thế này. Các bạn vào mục File, các bạn vào cái mục Info, và ở cái mục là Protect Document này các bạn click vào. Tiếp theo các bạn vào cái mục là Retrieve Editing, có cái biểu tượng là cái trang giấy và cái ổ khóa, click vào đây. Thì một cái trình nó sẽ hiện qua bên tay phải của document của chúng ta như thế này. Đó. Và ở đây là hạn chế chỉnh sửa. Nó gồm có 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là hạn chế định dạng. Thì trên cái file Word của chúng ta, nếu như chúng ta không cho ai đó chỉnh sửa về cái định dạng thì các bạn click vào đây. Và trong cái setting này nó có gồm có rất là nhiều cái để mà không cho chỉnh sửa định dạng. Thì ở đây nó có các cái mục mà nó check vô nè các bạn. Thì các bạn không cho người khác chỉnh sửa cái mục nào thì các bạn cứ check vô đây. Ở mặc định á, thì nó sẽ check hết tất cả các mục rất là nhiều. Và phía dưới này cái định dạng formatting này. Đó, nếu như bạn cho phép auto format và cho phép mà chỉnh sửa lại cái định dạng á, thì bạn check vào đây, còn không á, thì không cho chỉnh sửa đó. Và những cái chức năng phía dưới này thì cũng không cần thiết lắm. Ok, mặc định chúng ta sẽ để mặc định như thế này. Và cái mục thứ hai đó là hạn chế về chỉnh sửa trong cái nội dung. Thì ở đây nếu như bạn muốn hạn chế thì bạn tích vào đây, và nó sẽ có một cái sub nội dung con ở trong, nó là chỉ được phép đọc, no change, read only.
Đó, nếu bạn chọn cái này á thì người xem cái file Word của chúng ta chỉ được đọc thôi và không có chỉnh sửa gì được ở trong đó. Và có thêm những cái thứ hai đó là và cho phép là comment hoặc là cho phép điền những cái form nào đó vô đây thì các bạn chọn vào đây ha. Bạn chọn cái này á thì chỉ cho phép được một trong những cái tác vụ này thôi, ví dụ như cho phép comment nè, cho phép điền những cái thông tin vào cái form nè. Và nếu bạn chọn cái này á thì chỉ cho phép đọc thôi. Đó, ví dụ mình cho phép là điền những thông tin vào cái form, cho phép comment, thì comment là có thể là một nhóm người nào đó hoặc là tất cả mọi người, hoặc là bạn có thể thêm những cái người dùng khác vào đây. Đó, thì bạn check vào đây để thêm cái quyền cho một cái nhóm hoặc là một cái người nào mà bạn chỉ cụ thể. Sau khi bạn chọn được những cái thuộc tính này thì tiếp theo bạn qua cái nội dung thứ ba, đó là bạn sẽ bắt đầu xử lý những cái mình vừa thực hiện ở trên bằng cách Yes, Start, Enforcing, Protection. Bạn sẽ đặt một cái password ở đây. Ok, như vậy là bạn đã tạo ra được những cái quyền để lock document word của chúng ta, và cái người sử dụng được cấp quyền hoặc có cái password thì mới có thể chỉnh sửa được nội dung trên cái file document word này của chúng ta. Như vậy trên đây mình đã trình bày và chia sẻ đến các bạn hai cái nội dung nhỏ thủ thuật trên Microsoft Word, đó là chức năng View Side by Side dùng để kiểm tra giữa hai file tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác, và thứ hai đó là chức năng khóa file Word để hạn chế chỉnh sửa. Clip đến đây xin được kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo, và các bạn đừng quên truy cập vào trang giáo án.link để xem và tải những tài liệu có giá trị nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào, tạm biệt.